Chào mọi người đã đến với Gia Trai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2024. Gia Trai Miền Tây tiếp tục giao lưu xưa nha mọi người. Số máy chấp hàng của Gia Trai Miền Tây là số 0948851135. Đơn 500.000 thì Gia Trai Miền Tây sẽ bao ship và khách mới cọc 200.000 nha. Đây và đang thử em quay mọi người xem. Đây là cái bộ mà bình trà của em nha mọi người. Bình trà này là từ 4 đến 6 lít nước nha. Đó. Tiếp tục bán nha. Thì em xin giao lưu mã số 1 là một cái lu. Cái lu nhỏ nha mọi người. Cái lu này lu lá thiêu độc sắc màu xanh. Màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc. Cao là 33.5 đây cái miệng nè mọi người. Cái lu này ngày xưa á mọi người. Ngày xưa là người ta đựng nước ha. Ngày xưa đựng nước nó sẽ thường nó có một cái nắp nữa mọi người. Nhưng mà cái nắp thường bằng thiết á, nó ít gặp lắm, kiếm không ra đâu. Đó, hoặc là ta sẽ lấy cái bằng gỗ mọi người, ta làm cái nắp đậy lại ha. Đây nó có cái dòi, cái qua cái chỗ này nè. Có lỗ này là lỗ zin của nó nha mọi người. Lỗ zin của nó gắn thêm cái dòi nữa ha. Còn nhiều chỗ em sẽ thấy là người ta không có đựng nước mà người ta đựng gạo mọi người. Có thể là đựng gạo, ta chám cái này ta đựng gạo luôn ha. Siêu đẹp luôn mọi người. Tình trạng của nó nè. Cái này nè, chỉ có vài điểm nó bị thiếu men thôi nha, thiếu men thôi. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đó. Hàng này 70-80 năm trở lên hết rồi. Mã số 1 em vô với giá là 3 triệu. Một cái lu xanh tuyệt đẹp luôn, xanh ngọc 3 triệu cho mã số 1. Dạng đẹp lắm. Mã số 2 là một cái khay trà. Một cái khay nha. Cái khay này là khay lớn nha mọi người. Đường kính miệng của nó là 26cm. Khay biên hòa xưa. Tình trạng cái nắp này nó lành mọi người. Cái nắp này nó lành 26.000, quá trời bự luôn mọi người ơi. Khay này đẹp. Thân đây lành luôn nha, mới mua về nó hơi có nước đó mọi người. Cái này tình trạng của nó là lành. Một cái khay này em giao lưu với giá là 1.2 triệu nha. Một cái khay biên hòa xưa, tình trạng lành đẹp, 1.2 triệu cho mã số 2. Tiếp theo là mã số 3, một cái bình. Bữa nay trời đang mưa mọi người thông cảm giùm em nha. Đó, chiều cao là 37cm một cái bình. Đó, dáng báo quỳ tôn đẹp lắm mọi người. Cao 37cm nó dễ. Đó, hai chim chỉ nè mọi người, hai con chim chỉ cái bông ha. Ok. Tình trạng của nó, cái miệng em thấy lành nha, cái miệng em thấy em lành. Còn ở đây nè, nó bị bẻ miếng như này phía dưới nè mọi người. Đó. Đây là điểm dạng nó thôi. Tại vì nó dày cái này nó không xuyên cốt nha, nó dày nên không xuyên cốt, bị một cái chấm chỗ này nè. Đó. Bình em vô luôn với giá là 600.000. Mã số 3 với giá là 600 ha, rất là dày. Tiếp theo là mã số 4. Một cái hũ muối lá thiêu có chiều cao là 17.5. Đó, cái hũ muối. Ồ, cái này giống như là cái hôm qua người anh em buộc cái hôm qua luôn. Tình trạng của cái này nó có tệ hơn chút xíu nha. Đây. Nó có một cái đường tóc ngắn chỗ này nè. Và một cái điểm tóc ngắn đây luôn nha. Đó, cái hũ muối này em giao lưu với giá là 350.000, 350.000 cho mã số 4. Mã số 5. Em có 5 cái dĩa hộp xài của bà, 5 cái. 5 cái dĩa hộp xài mini. Size này là size nhỏ nhất nha mọi người. Có 4 size mà trong đó size là size nhỏ nhất. 20 chấm dài là 20.7 và chiều ngang của nó là 15cm. Bông đào nha mọi người, bông đào sông bé. Mặt niên 80-90 nha. Hai cái này lành. Cái thứ ba lành, nó rất là dày nha. Cái thứ tư cũng lành luôn. Và cái thứ năm lành. Năm cái dĩa hộp xài mini này em giao lưu với giá là 300.000, 300.000 cho cái mã số 5. Mã số 6 em có một cái đèn mọi người. Cây đèn đây, một cái đèn này đèn là đèn ABC gì đó mọi người. À không phải. Đây là đèn kim loại hòa. Nó còn cái chụp chỗ này nè. Cái này không có bóng nha. Cái này em tặng mua thì tặng cái tim nha. Mọi người, cái này là người ta ngày xưa người ta sơn cái màu xanh này để cho nó đừng có gỉ sét ra ngoài, tại vì cái chân và cái này đều bằng sắt hết ha. Cái này là hàng zin của nó luôn nha. Đây quá trời đẹp luôn mọi người, màu xanh nè, tuyệt đẹp luôn. Mọi người muốn mua gì cho đẹp á thì mọi người về sơn cái màu xanh này nè, đi chân cái này luôn cho cái họng ha. Cái đèn này em giao lưu với giá là 1.1 triệu, 1.1 triệu cho mã số 6. Tiếp theo là mã số 7. Bữa nay em có 4 cái dĩa cúc tàu mà chuyện vuông nha. Một cái chuyện vuông bây giờ.
đường kính nó là 13.6. một cái chuyện vuông lành thì giá tầm giá đúng giá là 150.000 nha mọi người. Cái đầu tiên này nó lành nè, cái đầu tiên lành đó, một cái 150.000 giá thị trường đó mọi người. Cái thứ hai này nó có một hai chấm nhỏ nhỏ phần thôi, phần tay thôi nha mọi người, quá trời đẹp luôn. Và cái thứ ba này nó có một chấm phần nhỏ nè, chỉ bị phần nhỏ thôi. Và cái thứ tư thì em thấy nó lành nè, cái thứ tư thì em thấy nó lành ha. Bốn cái này em giao lưu với giá là 450.000 cho cái mã số 17 ha, đều có chuyện vuông hết. Mã số 8, một cái hũ bơi, đường kính của nó là 4.2, đường kính là một đường kính này là 4.2 và chiều cao của nó là 4.4. Chim qua nha mọi người, tích của nó là chiếc chim qua. Cái này làm dấu của nó, tình trạng nó có bị bẫy phía dưới xíu này nè ha. Cái hũ voi này em giao luôn với giá là 250.000 cho cái mã số 8. Mã số 9 có một cái dĩa phật hũ, đường kính là 14.6 đây. Tình trạng của nó nè, nó đã vẫy một điểm như này mọi người, một xíu này thôi, và một cái chấm nhỏ ở đây nè. Cái dĩa phật hũ này em giao luôn với giá là 100.000, 100 tàu chuẩn cổ nha, 100.000 cho mã số 9. Mã số 10 em lại có một cái tô con gà nữa mọi người, đường kính là 18 cm. Ồ, gà đẹp lắm nha mọi người. Tình trạng của nó là nó có một cái chấm này lát men nè ha, phía dòng phía dành quỳnh đây cũng bị lát men nhỏ nè, nhâm nhỏ thôi, mà ra thì quá đẹp luôn. Cái này em giao lưu với giá là 350.000 cho một cái tô con gà phía sau có minh văn nha, 350.000 cho mã số 10. Mã số 11, một cái đèn đây. Cái đèn này em có tặng cái bóng đèn luôn nha mọi người, tặng tim tặng bóng luôn, chiều cao là 24 cm tới đây luôn. Tình trạng của cái này là đây, xong tiền nè mọi người, 1 2 3 cái 6 cái đồng tiền nha, nó có hiệu lò luôn. Cái này nó hay ở chỗ là nó có hiệu lò nữa nè. Thường mọi người em bán là em sẽ thấy là nó có 36 cái đồng tiền này thôi chứ không có cái chữ nha. Đây có DCK nè, DCK 3 chữ luôn, DCK 3 chữ. Cái đèn này rất là hay nha. Cái đèn này em vô luôn với giá là 200.000 về là chăm dầu giờ mà đốt mà thôi, 200.000 cho mã số 11. Mã số 12 có hai con voi mọi người, hai con voi đun mini, chiều cao của nó là 6.3 6.4 nha. Tình trạng nè, một con này lành nha, một cái con này lành màu trắng nha, màu trắng bạch tượng, cũng như bạch tượng đó mọi người. Con này nó bị lát xíu này nè. Hai con này em vô luôn với giá là 100.000, 100.000 cho hai con voi. Mã số 12. Mã số 13, một cái con câu thành, đường kính của nó là 15.5, một bên 15.5, một bên 16 cm, nó có một điểm bảy nhỏ xíu nè. Cái con thành này em vô luôn với giá là 350.000, 350.000 cho mã số 13. Trời mưa rất là to, mọi người thông cảm giùm em nha. Mã số 14, em có một cái cà mên, cà mèn của Mỹ đây. Hôm qua là 1966, bữa nay có 1965 nha, 1965. Ồ, cái này đẹp lắm nè mọi người, rất đẹp nha. Này lao đẹp dữ nữa, quá đẹp mọi người ơi. Đó, cái này khỏi chê luôn. Đó, cái này giao luôn chắc là 250.000 nè, một US 1965, 250.000 mã số 14. Mã số 15 em có một cái bình trà sơn thủy nè, dáng tròn do, dáng đẹp, chiều cao của nó là 12 cm, đây sơn thủy nha. Đó, tình trạng của nó là lành nha, lành. Cái này mọi người, cái nắp nó dính băng keo này, em đang lau cái băng keo nó ra nè, tình trạng của nó là lành. Cái bình trà này em giao luôn với giá là 150.000, chỉ có một cái thôi, 150.000 cho cái mã số 15. Mã số 16, một hũ voi trắng, hũ voi nè, hũ voi giống như Nhật vậy đó mọi người, nó rất là bự lắm mọi người ơi. Đường kính miệng của nó là 6 cm và chiều cao nó là 7 gần 7 cm, một hũ voi trà bá lửa luôn. Còn voi nha, cái hũ voi xưa này em giao lưu với giá là 100.000,
100.000 cái thủ voi xưa. Mã số 16. Mã số 17 nha. Hai cái bình trà. Đây mọi người, hai cái bình trà. Đường chiều cao là 12.5, một cái 12.5, một cái là 12 nha. Đây cái 12 trước nè. Cái kiều kim trọng đây. Lành nha, cái này lành đẹp nè mọi người. Đó, hai mặt cái kiều kim trọng luôn. Một cái lành ha. Còn cái thứ hai. Cái thứ hai này cũng lành luôn. Đó, hai cái bình trà này em giao lưu với giá là 300.000. 300.000 cho mã số 17. Trời mưa mà hát cao kê dữ ha. Bên kia bên sông nha mọi người. Mã số 18 đây có một cái đèn nữa. Chiều cao của nó là cũng gần 24cm tới đây. Đó, đẹp lắm mọi người ơi. Đèn dầu Nam Bộ thì nó phải có bọt khí nha mọi người. Nó không có bọt khí. Nếu mà không có bọt thường là đồ Nhật không mọi người. Đây bọt khí rất là nhiều nè. Đây là chữ thọ nè mọi người. Đây chữ thọ nha. 1, 2, 3 chữ thọ nè. Đó, đốt bình đốt cái đèn này đèn thọ luôn nha. Thọ thủy Nam Sơn luôn. Có tim tặng bóng luôn. Em giao lưu với giá là 200.000 cho cái đèn chữ thọ. Mã số 18. Mã số 19 đây có một cái bình bông mới. Chiều cao của nó là 20.3. Một cái bình ít qua mới. Đó. Dáng xinh xinh nha mọi người. Cái này không phải mới gì, nói chung là tầm em thấy cái bích dạng này tầm 10, 15 năm đổ lại à nha. Cái bình này em giao lưu với giá là 150.000, mã số 19 150.000. Đây. Mã số 20. Có hai cái ổ đất nhưng mà nó không có cùng kích cỡ nha. Nói chung là cái này em không có em mua về. Em không có rửa nha mọi người. Một cái là 12.8, cao 12.8. Còn một cái là 16.8. Đây 12.8 đây. Mua sao để vậy, tại vì đồ vớt xong vớt biển rồi nó còi thinh gì đó. Nhiều khi nó có cái vỏ sò hoặc là cái vỏ ốc gì em cũng không dám lụng, không lụng cái luôn. Tại đồ xưa mà ha. Một cái lành nè. Còn cái thứ hai đây. Đó. Hai đẹp quá mọi người ơi. Em thấy có những đây nó có bị lát xíu này nè. Có những chỗ mà mua bên em về mọi người, về ta rửa sạch rồi ha. Rồi cái ta để đựng đũa mọi người, đựng đũa để coi những cái bán những cái quán đồ ăn xưa cái rất là hay nha. Hai cái hũ này ta vô với là 200.000. 200.000 cho cái mã số 20. Mã 21. Mã 21 em có một cái nhạo. Chiều cao của cái nhạo này là gần 13cm, một cái nhạo gần 13cm đây. Nai thọ tiên ha. Tình trạng của nó là cái nắp này nó cái này là bỏ qua nha mọi người. Nó bị một cái chấm này nẻ lòi chút xíu nè. Đó, bỏ qua tình trạng đó nha. Ngoài ra thì em thấy là nó lành nha. Nó lành. Cái dạo thọ này em giao lưu với giá là 200.000 cho cái dạo thọ nai thọ tiên 200. Là mã số 21. Mã số 22. Giờ bỏ đồ đâu vậy ta? Bỏ đồ đây. Mã số 22. Trời ơi, văn phòng đông hết ra. Hay là cái gì? Là một cái đây. Cái này đồ này là đồ Y Hòa mọi người. Đường kính miệng của nó là 10.8 và chiều cao của cái nó là 4.4. Lạ lắm mọi người. Hàng xưa nha. Nó cái này là điểm gạn đây nè. Nó gạn. Cái này màu xanh này, màu xanh này đúng chuẩn của Biên Hòa luôn đó mọi người. Cái này cho luôn giá là 200.000. 200.000 của cái đẹp độc lạ này luôn nha, không biết đựng gì hết nha. Đó, 200.000. Hàng xưa. 200 cho mã số 22. Mã số 23 em có 6 cái dĩa nè. Đồ này giống Hải Dương đó mọi người. Đường kính là 18.2 nha, 6 cái. Cái này nó hơi bên nha, bông hồng. Đó, đồ xưa nha mọi người. Đó, xưa đẹp luôn. Đó, 6 cái này đều thấy lạnh hết á. Có một cái là một chấm này, chấm thiếu men nha. Có một cái chấm thiếu men. 6 cái này em vô lưu với giá là 200.000. 200.000 cho mã số 23. Mã 24 có một cái chén tàu. Cái này là phụng ổ và phụng múa gì nè. Đường kính là 10.5. Phụng ổ hay là phụng múa gì nè nha mọi người, này như mà hơi bị nhà. Đó, một cái này lành. Chén này em vô lưu với giá là 100.000. Tàu đất nha mọi người, đất cổ luôn, 100.000.
cho cái mã số 24, mã 25, ba cái tô màu, bên này có ba cái, đường kính là 15.2, một cái 15.2, một cái 15.3 và cái còn lại là 15.2 luôn. Nói chung kích cỡ là gần bằng nhau á. Đây, cái tô này lành nha mọi người, cái tô này lành. Còn cái tô tiếp theo, cái tô này cũng lành luôn, tô lành luôn, mà sực sỡ luôn đó. Cái thứ ba này nó có 72 điểm nhỏ nè mọi người, 1.2 chấm nha. Tô này quá trời đẹp luôn, đó, xuất sắc luôn. Ba cái tô này em giao lưu với giá là 300.000. Ba cái tô màu 300.000 cho mã số 25, mã số 26. Bữa nay có 6 cái chiếc yêu, rất là đẹp, đẹp ít gặp lắm mọi người, đẹp mà nhỏ luôn. Đường kính của nó là 13 cm, mọi người dòm cho em nè, đẹp cỡ này nè mọi người. Đó. Còn nữa mọi người ơi, chấm vẫy nhỏ đây nè, này chưa kịp rửa, chưa kịp lau nè, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Hàng này, cái này giống như là đồ cổ vậy đó mọi người, mọi dùng cái cốt với men của nó nè. Ủa sao ba cái này nó lạ lùng mà dữ ta, ba cái này lạ ha. Đó, ba cái này có một điểm thờn nhẹ nha, như có hai mẫu hay gì đó mọi người, ba cái giống nhau, ba cái kêu giống nhau luôn. 6 cái này nhỏ xíu mini luôn mọi người, đẹp lắm. 6 cái này em cho luôn với giá là 250.000, 250.000 cho mã số 26. Mà 27 em có một cái thố mặt võng, đường kính của thố này là 17.8, 17.9 nè. Mình quay nắp trước nha. Ồ cái nắp nó dẻ rồi nè mọi người, chi chích luôn nha, men bóng rộng luôn. Cái này lành, ở trong nó gạn luôn nè. Nhìn à, nó có một cái điểm chấm khờn nhỏ đây nè mọi người, cái thân này, thân này lành đó, nó làm mọi người đậm nét, nét nào cái nét đó đẹp, đậm mà đậm đẹp luôn đó, đẹp cỡ này nè mọi người. Cái thố này em giao lưu với giá là 250.000 nha, thố màu trống rất đẹp luôn, 250.000 cho mã số 27. Ở số 28 có hai cái khung bánh in, một cái nó dài gần 25 nha, một cái còn lại là cái này 24.7 hay 24.8 nha. Cái này được hai mặt hết mọi người, cái dây cột ngày xưa của nó là em vẫn để luôn nè, đó em chỉ gửi nhẹ thôi, khuôn hai mặt hết. Hai cái khung bánh này em vô luôn với giá là 200.000 đó, và bốn cái luôn mọi người, bên bốn cái hết nè, bên đây bốn cái luôn. Hai khung bánh in này 200.000 cho cái mã số 28, mã số 29. Đây 10 cái dĩa này, dĩa ốc chén gì đó mọi người ơi, ốc chén người ta hợp chung, có ốc chung được luôn. 11.5, dĩa này siêu đẹp luôn nè, bên em mua được 10 cái, 10 cái này nó có bông nè, bông rực rỡ luôn, hàng bông đào nha, bông đào sông bé quá là trời đẹp, cùng một mẫu luôn mọi người, quá wow, trời đẹp luôn nha, xuất sắc nha mọi người, xuất sắc luôn. Quay cực nhanh một lần đó, à đúng một chủ nhà mọi, tại vì nó làm dấu hết trơn à. 10 cái đẹp quá mọi người ơi, 10 cái dĩa nhỏ mini này em cho luôn với giá là 200.000, 200.000 cho cái mã số 29. Mã số 30, 30 là cái gì ta, 6 cái dĩa đây, 6 cái dĩa được tính là 20.1, 20 từ 20 đến 20.2 đó mọi người. Còn cái bông này, con bướm này mọi người, bông đào một con bướm rất đẹp luôn nha, vẽ bằng vẽ tay luôn, xưa quá trời đẹp đó. Hàng này có 30 năm rồi mọi người, 30 mấy năm mà đẹp cỡ này nè mọi người, cho nên là da chủ nhà ít xài lắm mọi người, chủ nhà ít xài tại vì nó quá đẹp, bây giờ chưng chơi luôn nè. Ồ cái bông này lạ lắm, cái màu này lạ nè, quá đẹp. Nó cái này còn giữ dằn nè mọi người, xuất sắc nha. Nhưng mà đáng tiếc nó có bộ 1.7 phía ngoài này ha. Ồ nè, cái này đẹp nhất nè. 6 cái dĩa bông này em vô với giá là 250.000, mã số 30, 250.000. Mã số 31 em có một cái hồ lô này chắc đồ non mọi người, non tuổi lắm, đồ non. 24.4, chiều cao là 24.4, có cái nắp luôn nè. Ờ, nó cũng dễ giáp luôn nhưng mà dễ sân thủy. Cái hồ lô
Cái hồ lô này em giao lưu với giá là 150.000. 150.000 cho cái mã số 31 Sơn Thủy nha. Mã số 32, hai cây nọc cấy lúa xưa 27, một cái gì 27.6, một cái còn lại là 36.3, cái bự cái nhỏ nha mọi người, đồ xưa nha, nọc này nọc xưa luôn. Những anh chị em nào muốn decor cái quán cà đồ xưa á mọi người, quán cà phê đồ xưa thì cái kênh em là cái kênh mà lựa chọn là số 1 ha mọi người. Tại vì bên em thì bán ve chai, thật sự bán ve chai, nhưng mà có những cái món mà chúng ta có thể decor nhà cửa hoặc là quán cà phê được chân rồi, đồ rất là bình dân, đồ nào cũng có hết trơn nha. Cái này như nó gãy chút xíu chấm chỗ này nè, cái này còn đẹp nha. Đó, hai cái nọc cái lúa xưa này rất là xưa luôn nha, em vô luôn với giá là 200.000. Mã số 32 với giá là 200 nha. Mã số 33, đây ba tô con gà, đường kính là 20.5, cái 20.4, cái còn lại là 20.7. đây, cái này nó có vi khuẩn cái dành thôi, nhưng con gà này đẹp lắm, tô này nó cái tượng luôn rồi, chỗ em là gọi là cái tượng nha, đẹp nè, khuẩn dành thôi. Cái thứ hai đó, men này hơi bị sát hay gì á, men này men sát mọi người. Và cái thứ ba nè, ba cái điều trà bá lửa luôn, ba cái này em vô luôn với giá là 200.000. ba con gà này 200.000 cho mã số 33 nha. Mã 34 là gì ta, đây một cái bình trà đó tiêu ta, một cái bình trà chiều cao của nó là 12.5, một bình trà cô tiên bưng vỏ đào, ồ đẹp lắm nha. Cái này không phải dễ kiếm đâu mọi người, hấp lành luôn nè, thân cũng lành luôn, không phải dễ kiếm tại vì nó rất là đẹp ha. Cái bình trà này em giao luôn với giá là 150.000 cho mã số 34, 150.000 nha. Mã số 35, cái này đang thử chơi mọi người. Đây, 35 là cái mã em bán sách nha, bữa nay em bán sách tại vì em vừa sưu tầm sách, em có sưu tầm sách mọi người, sách giáo khoa có ha, sách kim đồng em đang sưu tầm cách đây hình như là hơn 2 tháng rồi mọi người, bữa nay là 2 tháng 10 ngày là em sưu tầm sách kim đồng nha. Đây một cuốn sách kim đồng, bài ca đất nước, em bán nghe mã số này, mã số 35 đó. Sách này thư viện ngày xưa nè mọi người, cho nên nó còn rất là đẹp nha, đẹp lắm mọi người ơi. Bài ca đất nước nè, nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội nè, 1984 là để coi 84 vậy là 40 năm mọi người. Đó, cuốn sách mà đẹp cái này là 40 năm. Nó lớn tuổi hơn các em mọi người. Thường á mọi người, sách á, sách này là sách cho thiếu nhi đọc ha. Cho nên là nó người ta nó quậy hoặc là cách te tua hết trơn à. Cách bìa cách ổng trơn mà cái này còn nguyên nè. Nó quý cái chỗ đó mọi người, nó còn nguyên nè ha. Đó, đẹp lắm luôn. Đây, trong đây là những cái bài thơ của mọi người, bài thơ đó, cái bài thơ luôn, không phải dễ tìm nha mọi người, rất là đẹp, hình ảnh minh họa ngày xưa á mọi người. Sách này á ngày xưa nó rất là quý mọi người, rất là quý luôn, cái thời của em á đó, rất là quý, cho nên là em có sưu tầm sách kim đồng mọi người. Khi nào khi mà em có đủ bộ ha, em sẽ quay làm một cái clip quay cho mọi người xem cái bộ sưu tập sách kim đồng của em nha. Còn bây giờ em bán cuốn này với giá là 100.000 ha, 100.000, 40 năm cho một cuốn sách kim đồng xưa, ký ức của tuổi thơ nha mọi người, ký ức của tuổi thơ 40 năm, mã số 35 với giá là 100.000 ha. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại chốt đơn là 0948851135, đơn 500.000 thì ve chai miền Tây sẽ bao ship, và khách mới cọc 200.000 nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ ve chai miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.